Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Siêu động đất ập đến, vùi dập Trung Quốc, sóng thần cao 12m đe dọa đập Tam Hiệp. Tại Trung Quốc cũng đang vào mùa mưa to ròng rã suốt 7 ngày vừa qua, tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước. Động đất vỡ đê hàng loạt ứng nghiệm, điểm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon và ngủ không yên. Thưa quý vị, theo một tờ báo uy tín của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê, nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng, làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt bủa vây toàn bộ những tỉnh phía nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, địa điểm du lịch của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn bị chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 13 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong vài ngày tới. Những hình ảnh và video mà tờ báo của Trung Quốc được đăng tải cho thấy rất rùng mình khi quý vị đón xem. Và bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang rất ứng nghiệm với thực tế của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tự đoán rằng, vào tháng 8 tới đây, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ xem lời nguyền về con đập Tam Hiệp có đúng hay không, thì chúng ta phải chờ tới tháng 8 mới biết được. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn, chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc cho biết, nước này đã trải qua 45 ngày đêm sống trong bóng tối bởi vì bầu trời của Trung Quốc trong một tháng rưỡi vừa qua liên tục bị u ám đen xì. Không có một ngày nào có mặt trời. Hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc nói rằng trong hơn 40 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy có ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Các nhà phân tích cho biết, 45 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có mặt trời, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập Cận Bình và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu đối với cả phía Trung Quốc khi vào ngày hôm qua, lúc 10 giờ 38 phút giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết, thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất rất lớn với cường độ từ 3,3 tới 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Bầu trời Bắc Kinh liên tục u ám và đầy đen tối. Theo Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần trung ương của Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể sẽ xảy ra. Đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi một thông báo khẩn cấp tới ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của trời của đất. Thưa quý vị, Trung Quốc trong 45 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn mất ngủ. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc hôm kia đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước này. Ông nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ sự an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Khi mưa to, gió lớn, động đất sóng thần liên tiếp xảy ra trước đó, thì ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới người dân của Trung Quốc, khi vẫn đem hải quân của Trung Quốc tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa thị uy sức mạnh, uy hiếp các nước trong khu vực. Điều đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối. Tờ báo Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt thực hiện trách nhiệm của mình, lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình nói rằng các bộ phận liên quan nên tăng cường, lập kế hoạch, phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ và cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Tất cả các tỉnh như Hồ Hồng, Hồ Bắc, Giang Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều lần lượt ở mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến khoảng 400 triệu người dân trên 28 tỉnh thành.
lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, tivi và tủ lạnh giường chiếu. Được biết các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 141 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt và đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất sóng thần của nước này cho biết, trận động đất 5,1 độ Richter ngày hôm kia là một trong những dư chấn từ những năm 1976. Theo trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay đã có tới 17 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá, bây giờ thì mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra cho tất cả 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả vì những tội lỗi và những đường lối sai trái do ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối. Nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn rất hung hăng bởi vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Trung Quốc và Triều Tiên để gây hấn đánh nhau. Ở ngoài Biển Đông thì Hải quân của Bắc Kinh liên tục chờ tập trận cũng như sàn quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh. Mỹ và các nước trên thế giới đã trực tiếp lên tiếng và khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những cái hành động bắt nạt các nước láng giềng. Thế giới khuyên nhủ Trung Quốc rằng thay bằng việc đi gây hấn bành trướng thì Trung Quốc nên lo cho người dân, bởi vì mưa lũ, sóng thần, động đất sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra trong cuối tháng 7 và xuyên sang tháng 8 tới đây sẽ còn rất khủng khiếp. Và nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Sau đây sẽ là cập nhật mới nhất về siêu bão Magua và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bão Magua vẫn tiếp tục di chuyển chậm nhưng đã gây ra ảnh hưởng lớn đến hàng chục ngàn người tại Philippines. Còn ở Việt Nam, bão Magua đã gây ảnh hưởng lớn đến thời tiết trên biển, gây ra mưa lớn, sóng lớn và biển động mạnh. Còn trên đất liền, siêu bão Magua đã khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động rất mạnh và gây ra mưa lớn trên diện rộng ở Nam Bộ. Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí trung tâm của siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 125 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan của Trung Quốc khoảng 380 km về phía đông. Mặc dù bão không đổ bộ vào Philippines, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến khu vực phía bắc của đảo Luzon do cường độ mạnh. Bão đã gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực trong vòng 24 giờ. Bão Magua được dự báo là sẽ tiếp tục di chuyển chậm về phía bắc trong ngày hôm nay, sau đó tăng tốc di chuyển theo hướng bắc đông bắc vào ngày mai và theo hướng đông bắc hoặc là đông đông bắc vào ngày kia. Khi rời khỏi Philippines, bão có thể đi qua rất gần hoặc là đổ bộ vào khu vực lân cận của đảo Ryukyu của Nhật Bản, nhiều khả năng là đảo Okinawa. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc chiều hôm qua, cơn bão Magua vẫn đang di chuyển chậm về phía bắc. Ở trên vùng biển phía nam của Okinawa, áp suất tâm bão là 965 HBA, sức gió gần tâm bão lên tới 126 km/h, giật lên 180 km/h. Ở trong bán kính 165 km tính từ tâm của bão, gió đang thổi với tốc độ ít nhất là 90 km/h. Quần đảo Sakishima của Okinawa đã nằm trong vùng bão với sức gió hơn 54 km/h. Khi cơn bão đến gần hơn, gió sẽ mạnh lên, tốc độ tối đa sẽ lên tới khoảng 87 km/h ở tại sân bay Bainushima Ishigaki vào khoảng 9 giờ 30 sáng nay và 86 km/h ở trên đảo Heteruma vào lúc 10 giờ sáng. Dự báo từ nay đến thứ Bảy, bão Magua có thể tiến gần hơn đến quần đảo Sakishima và khu vực đảo chính của Okinawa. Dự báo có thể sẽ có gió mạnh giật lên tới 126 km/h vào hôm nay ở trên quần đảo Sakishima, 144 đến 162 km/h vào ngày mai ở trên quần đảo Sakishima và đảo chính của Okinawa. Sóng biển có thể sẽ cao tới 9 m ở quần đảo Sakishima và khu vực Okinawa vào ngày mai và khu vực Amami của tỉnh Kagoshima vào thứ Sáu. Do cơn bão di chuyển với tốc độ tương đối chậm, cho nên dự kiến ảnh hưởng của bão sẽ kéo dài. Mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã có trao đổi xung quanh những điểm đáng lưu ý nhất trong năm El Nino. Theo đó, những năm này thường gắn với những năm thời tiết xấu, bão ít hơn trung bình nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão dị thường và khó dự đoán. Cụ thể, theo những thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ các mô hình dự báo bão, đến khoảng ngày Chủ nhật này, ở trên khu vực phía đông của vùng biển giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6. Theo dự báo xa, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trong khoảng ngày 7 tháng 6. Nếu diễn biến đúng với dự báo thì đây sẽ là cơn bão số 1 trên Biển Đông. Như vậy, để tránh bị động, bà con nhân dân, đặc biệt các ngư dân cần chú ý theo dõi những thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông để sớm lên được các phương án đề phòng cho mình. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!